Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 7 giờ 30 phút sáng 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết trong tổng số 47 nạn nhân đang bị mất tích vừa qua ở thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy hai gia đình với 8 nhân khẩu kịp thời chạy lên núi thoát chết trong lũ quét kinh hoàng. Hai gia đình may mắn trên là gia đình các ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân, họ hàng với nhà trưởng thôn làng Nủ. Dù được lực lượng chức năng tìm thấy đưa về làng, nhưng thời điểm hiện tại, các hộ dân trên vẫn chưa hết bàng hoàng kinh sợ trước thảm cảnh cơn lũ quét gây ra. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ lũ quét kinh hoàng làng Nủ cũng thông tin có thể còn một số người xác định mất tích đang đi làm ăn xa bây giờ có thông tin báo lũ về. Thông tin chưa xác định rõ, nhưng cầu mong đó là sự thật. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục xác minh đối chiếu thông tin những trường hợp này. Khi có thông tin cụ thể, sẽ công bố ngay. Trận lũ kinh hoàng vùi lấp 37 trên 167 hộ với 158 trên 760 nhân khẩu tại thôn Làng Nủ. Đến hết ngày 12 tháng 9, vẫn còn 49 người của thôn làng lũ mất tích, số người bị thương đang điều trị là 17 người, 46 người được xác định an toàn. Như vậy đến thời điểm này, số người được xác định mất tích ở làng lũ giảm xuống còn 40 người. Hôm nay, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục. Cảnh báo trong 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng Thái Bình lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Tại Hà Nội, nước lũ trên sông Hồng lên cao nhất 20 năm qua. Tại sông Thao ở Yên Bái, đỉnh lũ cũng vượt qua kỷ lục năm 1968. Tại sông Cầu vượt qua kỷ lục năm 1956, miền Bắc đang trải qua đợt mưa lũ tồi tệ nhất lịch sử trong hàng chục năm qua. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính gây tràn vỡ các đê bồi ven sông, sạt lở đê, kè có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí sung yếu ven sông thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm tình trạng ngập lụt có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3 cảnh báo tác động của lũ, lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu. Theo số liệu thực đo, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội vào thời điểm 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9 xuống 2 cm. Mực nước thực đo là 11,24 m, dưới báo động 3 là 26 cm. Nước sông đã không còn chảy xiết như các ngày mùng 10 và 11 tháng 9. Tuy nhiên, với việc mực nước vẫn đang cao, thì hàng loạt cây cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội vẫn có những hạn chế, phương tiện hoặc cấm hoàn toàn người dân di chuyển để đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận, mực nước lũ sông Hồng cách mặt cầu Long Biên, cầu Trương Dương vài mét, theo các chuyên gia, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nhất hiện nay ở khu vực hạ du hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình do nước lũ vẫn trên mức đỉnh, khả năng xuống chậm do ảnh hưởng của chiều cường ven biển. Được biết, chiều cường đang lên ở vùng ven biển khiến lũ ở Hạ Du, đồng bằng Bắc Bộ xuống rất chậm, duy trì ở mức rất cao, dù mưa lớn đã dứt. Trong khi lũ trên thượng du, các dòng sông đang giảm nhanh giúp tình trạng ngập lụt tại các tỉnh vùng núi được cải thiện. Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua khiến hệ thống đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp rất nhiều sự cố. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, thành phố đang chỉ đạo các sở ngành, các quận, huyện, thị xã có đê chủ động phương án đứng phó. Do mực nước sông tích lên cao, bờ bao sông tích tại nhiều xã trên địa bàn huyện Thành Thất đã bị tràn. Đáng chú ý, tại xã Đông Trúc còn ghi nhận tình trạng sạt lở 5m bờ bao gò xuôi. Tại huyện Thanh Oai, trong ngày 11 tháng 9 đã ghi nhận 2 vị trí bị sạt lở mái đê tả đáy. Trong đó, cung sạt tại vị trí K31-680-K31-760 hiện tại đã ổn định, còn cung sạt tại vị trí K29-500-K29-590 có phát sinh thêm. Trên hệ thống sông Nhuệ, thuộc huyện Phú Xuyên cũng xảy ra sụt lún mái đê phía hạ lưu thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, dài 168m. Cùng với đó là tình trạng trượt, sạt mái đê phía hạ lưu thôn Trung Lập, xã Chi Trung dài 70m. Cũng tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, chính quyền địa phương ghi nhận sạt mái và mặt đê phía thượng lưu thôn Đông dài 200m, sạt mái phía hạ lưu ở xã Vân Từ dài 30m và mặt đường bê tông bờ sông Nhuệ nứt dài 25m. Trong khi đó, tại huyện Trương Mỹ, ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến đê bao gò khoăm, xã Mỹ Lương xuất hiện mạch đùn, mạch sủi dài khoảng 100 mét, có nguy cơ mất an toàn. Trên tuyến đê tả tích, đoạn qua xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai cũng đang hiện tượng bị dạn nứt dọc mặt đê khoảng 50 mét, sâu gần 60 cm. Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn cho vành đai chắn lụt bão của thành phố Hà Nội, tại những điểm canh đê, lực lượng chức năng thức xuyên đêm, túc trực tuần tra trong những ngày mưa bão lũ lụt. Nửa đêm, ánh đèn pin của lực lượng tuần tra vẫn le lói trên triển đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cứ 30 phút một lần, kiếp trực điểm danh đê số 28-29 lại chia nhau đi kiểm tra ở địa bàn phụ trách. 20 năm gắn bó với công việc tuần đê, đây là đợt lũ cao nhất mà ông Trương Văn Dương, trưởng điếm canh số 28 chứng kiến. Tình hình mưa lũ phức tạp khiến kiếp trực lại càng phải cẩn trọng hơn. Ông nói, tôi làm từ năm 2004 đến nay, chưa có trận bão lụt nào lớn như thế này. Lần cuối báo động số 1 là năm 2008, lãnh đạo đã giao cho nhiệm vụ thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Tại điếm canh đê số 29, lực lượng dân phòng công an cũng được bổ sung để hỗ trợ tuần đê. Họ vừa cùng nhau chuẩn bị cho công tác, hàn bịt cửa khẩu, chống ngập nội đồng khi có lệnh. Đê Hữu Hồng qua địa bàn Hà Nội có chiều dài khoảng 37 km. Đây là tuyến đê đặc biệt có nhiệm vụ ngăn lũ bảo vệ sự an toàn cho hàng triệu người dân thủ đô. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội cũng đã phát lệnh báo động 2 tới 11 quận huyện của thành phố. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp đã huy động 100 thành viên đội xung kích sẵn sàng ứng trực 24 trên 24 để đảm bảo an toàn đê điều. Mới đây, để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả do lũ gây ra và thăm hỏi động viên người dân, lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động gửi lời chia sẻ động viên nhân dân và các lực lượng chức năng Thủ tướng mong người dân sớm khắc phục hậu quả và vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các lực lượng chức năng giúp đỡ bà con, cùng nhân dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Chia sẻ với lực lượng công an thành phố Yên Bái và lực lượng quân đội tại đây, Thủ tướng mong các đồng chí mạnh khỏe, chân cứng đá mềm vì nhân dân phục vụ. Tôi biểu dương tinh thần của các đồng chí khi có lệnh đã kịp thời triển khai ngay, hoạt động ngay, tuyên truyền ngay, động viên giúp đỡ nhân dân kịp thời, tạo sự yên tâm cho người dân. Bây giờ mình lại tập trung giúp đỡ nhân dân vì nhân dân phục vụ. Cảm ơn các đồng chí, Thủ tướng nói. Đến thăm trường mầm non Hoa Lan, mầm non Ánh Dương, thành phố Yên Bái, nơi trong lúc cao điểm đã hỗ trợ cho hơn 170 người không có chỗ ở cư trú trong lúc cơn lũ quét qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ. Chia sẻ với gia đình bà con cô bác, các cô giáo, hiệu trưởng trong lúc khó khăn phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, đùm bọc lẫn nhau, Ai có điều kiện tốt hơn thì giúp đỡ người không có điều kiện. Phải khắc phục làm sao cho các cháu nhanh chóng đến trường. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị. Bà con yên tâm có cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, có đoàn thể, có công an quân đội luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đây là lúc phải đoàn kết, dựa vào nhau. Đảng, nhà nước luôn luôn quan tâm. Bà con thiếu gì thì đề nghị chính quyền, nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men chữa bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, họp khẩn với lãnh đạo bộ ngành và tỉnh Yên Bái. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi chia buồn của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tới gia đình, cơ quan, đơn vị và địa phương có thiệt hại, mất mát về người, tài sản do mưa bão, lũ lụt gây ra. Thủ tướng biểu dương, đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả mưa bão, thiên tai, biểu dương các lực lượng chức năng, đã tích cực hỗ trợ địa phương, đặc biệt là di rời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cấp ủy, chính quyền, các cấp, người dân yên bái và các cơ quan lực lượng, địa phương liên quan đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai các biện pháp khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho hồ thủy điện Thác Bà. Đến nay chúng ta đã không phải sử dụng phương án cho tình huống xấu nhất. Thời gian tới, với tinh thần đặt tính mạng an toàn sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết, mục tiêu không để ai bị đói, bị rét, bị khát, không có chỗ ở. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan địa phương tiếp tục tập trung lực lượng cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa những người bị thương, chăm lo cho người ốm, tiếp tế những nơi bị chia cắt, phòng chống giật lở với tinh thần cảnh giác cao độ, thực hiện chu đáo các chính sách với những người thiệt mạng cùng với đó nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân đưa những người đi sơ tán trở về nhà khi an toàn lo nơi ở mới an toàn cho những người mất nơi ở tập trung triển khai ngay việc dọn dẹp vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh bảo đảm lương thực thực phẩm nước sạch quần áo thuốc men cho nhân dân Thủ tướng yêu cầu ra soát thống kê thiệt hại tài sản để có phương án khắc phục, sửa chữa các trường học, bệnh viện để các cháu sớm được trở lại trường, người bệnh được chăm sóc, khắc phục ngay các thiệt hại sự cố về điện, nước, viễn thông, các khu công nghiệp, sinh kế, sản xuất, kinh doanh. Về giao thông, Bộ Giao thông Vận tải lo khôi phục các tuyến quốc lộ lớn, những tuyến đi qua địa bàn thì yên bái lo, đường đi qua huyện nào thì huyện đó lo, đi qua xã nào thì xã đó lo. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quan điểm đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Thủ tướng cũng biểu dương các cách làm sáng tạo như dùng UAV tiếp tế nhu yếu phẩm, cảm ơn người dân đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhân văn, hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài mì tôm bánh mì, còn tổ chức gói bánh trưng, giò, đưa thuyền bè ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành trong hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an có thể điều động thêm người từ nơi khác tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ địa phương nhanh chóng ổn định tình hình. Bộ Y tế lo vệ sinh môi trường, hướng dẫn, cung cấp sinh phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo lo cùng địa phương sửa chữa trường học, không để học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phải tính toán lại số thiệt hại về lúa hoa màu nhanh chóng hướng dẫn bà con khôi phục canh tác nuôi trồng thủy sản vật nuôi ngân hàng nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng nghiên cứu giãn hoãn khoanh nợ đảo nợ hỗ trợ lãi suất và tiếp tục cho người dân vay để phục hồi sản xuất kinh doanh ngành bảo hiểm phải chi trả bảo hiểm nhanh chóng cho người dân doanh nghiệp ngành tài chính nghiên cứu các giải pháp miễn giảm giãn thuế phí lệ phí bộ lao động thương binh và xã hội chăm lo bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm, hướng dẫn bảo đảm môi trường, chống sạt lở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cùng với lực lượng vũ trang tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, nhanh chóng ổn định tình hình, kêu gọi việc hỗ trợ người dân. Thủ tướng cho biết trong ngày hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái.